phó giám đốc cướp ngân hàng để trả nợ. Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Tuấn Anh, 28 tuổi, ngụ phường Trường Thi, thành phố Vinh để điều tra về hành vi cướp tài sản. Bị can Tuấn Anh là người gây ra vụ cướp bất thành xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank chi nhánh Cửa Lò. Bước đầu, tại cơ quan điều tra, Tuấn Anh khai, gần đây tham gia một số trò chơi trên mạng và đầu tư vào sàn giao dịch điện tử nhưng thua lỗ. Thời gian qua, Tuấn Anh phải vay nặng lãi và mất khả năng thanh toán. Trong khi đó, chủ nợ liên tục thúc ép, dọa sẽ gọi điện cho người thân, lãnh đạo công ty. Nghĩ cách có tiền trả nợ, Tuấn Anh mua dao, mượn xe máy, tới ngân hàng Agribank Cửa Lò thực hiện vụ cướp. Do vấp phải sự cản trở của nhân viên ngân hàng, Tuấn Anh bỏ chạy dù chưa lấy được tiền. Thời điểm bị bắt giữ, Tuấn Anh đang giữ chức phó giám đốc nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu và làng nghề đóng tại huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.